Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đến với kênh của bạn Ngân Tài Xế Vlog. Và hôm nay mình đi làm về hơi trễ, các bạn thấy ngoài đường nè. Đó, ngoài đường trời cũng tối vui nè. Mình cũng mới vừa về tới nhà thôi các bạn. Và bây giờ mình sẽ sẵn mình nấu ăn, mình sẽ chia sẻ với các bạn là hôm nay mình ăn gì ha. Thì hôm nay là mình có mua tôm. Đó, mình có mua tôm nè. Tôm nè các bạn. Đó, mình mua về để mình nấu cái canh chua. Canh chua tôm với lại rau tần ô cho chồng mình ăn. Rồi, ở đây tôm nè các bạn. Đó, tôm mình mua ở đây là 50.000 tôm nè. Chồng mình thèm cho nên là mình mới mua chảnh. Tôm nè, bây giờ mình sẽ đi cắt đầu nữa nha các bạn. Cắt đầu nữa. Tôm bây giờ mình sẽ đi cắt đầu nữa. Cắt đầu cắt gâu nó cho nó gọn các bạn. Mình đã rửa sạch sẽ các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái nước mà canh chua. Bên đây, đây mình có chuẩn bị một cái rau nè các bạn, rau để niêm nè. Trong đây có ngò gai nè, có rau ôm nè, rồi có lá quế ha. Các bạn có thích cái mùi của cần tàu á, mình cho thêm cần tàu nữa rất là thơm. Rồi ở đây là mình có chuẩn bị cái nồi nước lẩu nè. Ở đây mình đã phi, mình đã phi cái tỏi lên cho nó thơm ha. Rồi mình bỏ me vô, mình đổ nước vô, mình nấu sôi, bỏ me vô quậy lên. Đó, mình nêm đây đường, nước mắm, bột ngọt, muối, hạt nêm. Đó, bây giờ chờ sôi lại mình sẽ bỏ cái rau, bỏ cái tôm vô các bạn. Cái nước mình vậy cho hấp dẫn lắm á. À, nước sôi rồi các bạn. Nước sôi rồi bây giờ mình sẽ cho tôm vô. Lấy từ cả chú qua nước mắm nè. Chú lấy đi. Đó, mình bỏ tôm vào cái nồi nước canh chua nè. Các bạn nấu lẩu chua, lẩu chua với cá các bạn cũng nấu theo cách này. Lẩu chua hải sản cũng vậy. Tôm á thì mình không cần phải ướp đâu. Cái này mình nấu tôm không các bạn, tại chồng mình thích ăn tôm thôi cho mình nấu tôm không. Còn nếu đúng ra thì các bạn muốn ăn lẩu á, lẩu chua thập cẩm á, có tôm, có mực, có cá thì chúng ta nên ướp mực với lại cá thì chúng ta ướp sơ các bạn. Có ướp vô tí xíu nước mắm, bột ngọt rồi mình bỏ thêm cái tỏi gì đó, tỏi băm gì đó, mình ướp trước tới lúc mà cái nước này nè, cái nước này mà nó sôi rồi á thì bắt đầu mình bỏ vào, nó không có bị tanh các bạn. Rồi mình bỏ tôm vào các bạn cho nó tôm nó sôi lại một dạo là được rồi. Tại vì tôm rất là mau chín. Đó, các bạn thấy tôm nó sôi chưa? Tôm sôi ụt ụt lại là được rồi, mình vớt bỏ. Vớt bỏ mà cái bọt này bớt cho nó nước nó. Nó trong trong chút. Đi nha, nha. Rồi. Bỏ rau tần ô vô rồi bỏ rau nêm vô là xong các bạn. Đó, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Đơn giản mà rất là ngon. Đó, mình sẽ cho rau thơm nha các bạn.
rồi, cực kỳ ngon luôn. Đó, để chút mình lên dĩa cho các bạn coi ha, ngon lắm luôn á. Quá trời, hai con trai mình quậy. Gì vậy, gì vậy, gì vậy, sao khóc vậy? Bây giờ mình sẽ múc một ít ra để mình trụng rau mình ăn các bạn. Bây giờ buổi tối á, mình không có dám ăn nhiều đồ ăn đâu. Ăn nhiều đồ ăn sẽ rất là mập, cho nên là mình không có ăn nhiều đồ ăn đâu. Đó, buổi tối của mình nè các bạn, cho vô rau vô nè. Sôi rồi mình sẽ cho vào rau của mình đây các bạn. Ba con tôm luôn, tô canh ngon quá trời luôn nè. Hấp dẫn chưa? Rồi bây giờ mời mọi người ăn tối cùng mình ha. Đó, trong đây có một tô canh chua nè các bạn. Mình cho thêm một cái đùi gà nè, bốn con tôm. Còn đây là một trái hủ qua nhà mẹ mình hầm đó nè. Trái hủ qua. Đó. Đây là con trai quậy của mình nè. Đó, đổ của mẹ nha. Anh quậy quá trời luôn, anh thấy mình quay cái là anh đi theo. Con đi vô đi. Rồi bây giờ mình mời mọi người ăn tối cùng mình ha. Mình cũng kể chuyện sơ cho các bạn nghe kinh nghiệm làm YouTube của mình luôn. Ngon quá. Thật ra thì ngày xưa lúc mà mình đi có một giai đoạn á, trước khi mình học đại học á, mình làm công nhân các bạn, thì mình hay nấu lẩu chua cho các bạn trong nhóm mình ăn lắm, các bạn thích lắm. Còn hôm nay thì mình học xong đại học rồi thì cũng không có cơ hội đi nấu cho các bạn, bởi vì mạnh ai nấy lập gia đình hết, cho nên chưa có cái điều kiện để gặp lại các bạn này nấu cho các bạn ăn. Các bạn biết vì sao mà buổi tối mình không có ăn cơm không? Tại vì á, buổi tối ăn cơm rất là mập. Sau khi mình đã giảm được 14 kg thì mình ăn kiêng dữ lắm các bạn. Lúc mà mình đi làm đẹp nè, mình làm mí mắt này nè, thì mình uống thuốc tây để cho nó mau lành vết thương á, mình tăng lại tới 3 kg lần. Lúc đầu mình 64 kg, mình giảm được còn 50 kg. Thế bắt đầu mình uống thuốc tây, uống trong vòng 2 tuần thì nó giảm, là mình bị tăng 3 kg là 54 kg. Bây giờ mình đang 53 kg á. Bây giờ mình đang cố gắng mình giữ cho cái dốc dáng mình không có bị tăng cân nữa, cho nên là buổi tối mình thường ăn là khoai nè, rồi ăn chuối nấu nè, khoai luộc, rồi chuối nấu, nghe là ăn rau luộc, rau trộn, đặc biệt là rau trộn mà trộn dầu giấm rồi. Chua chua thì nó sẽ giúp cho mình mau giảm cân hơn. Còn mình giữ để mình không có bị tăng cân nữa thì buổi tối mình hay ăn rau canh chua nè, canh, rồi thịt cá thì mình đã ăn bình thường, nếu mình ăn đồ chua thì mình ăn thịt cá bình thường các bạn. Nước lẩu ngon, có canh chua không? Canh chua ngon. Thì mình ăn, bạn nấu lẩu chua hay canh chua vậy, có cá thì cái độ ngọt của cá nó giúp cho cái canh mình nó ngọt thanh hơn. Này mình chỉ có nấu tôm thôi, mình sử dụng hạt nêm các bạn, hạt nêm, đường, nước mắm, bột ngọt mà nó rất là ngon. Còn về nói về kinh nghiệm mà làm YouTube các bạn, thực ra thì Ngân đã tìm hiểu tới 2 tháng rồi Ngân chết một kênh của mình là bị vấn đề bị xì bam. Bởi vì tìm hiểu trên mạng có nhiều người làm video, khi các bạn vô tình gặp á, cái video mà người ta chia sẻ kinh nghiệm Ngân rất là nhớ rõ cái người đó lắm, nhưng mà không muốn nêu tên đâu các bạn, tại vì mình làm cái gì mình cũng phải có tâm. Thì cái người đó
nói với mình á, chia sẻ cho mình biết á, là muốn mà có nhiều sức cho mình á thì nên đi vào trong cái bình luận của người ta đánh vô là ai giúp chéo không. Mình đã làm khoảng 20 mấy người không ai trả lời cho mình hết. Tại sao vô tình á mình tìm hiểu được cái một cái đoạn video của cái anh, không có nhớ tên video của ảnh không, ảnh nói là khi mà có nhiều người vào bình luận của ảnh á, nói là mình đã like rồi làm biểu tượng chuông hay là mình đã giúp thì anh ấy không trả lời, không dám trả lời. Và những cái tin đó mà tin nhắn mà ai đưa như vậy á là anh xóa mất luôn. Bởi vì khi mà thấy tin nhắn đó mà đi vào trong cái mà tin của người đó thì YouTube nó sẽ đánh là bị xì ban. Cho nên khi đến giai đoạn mà chuẩn bị nhận tiền sau nhiều tháng gồng gã cực khổ đạt được 1.000 sub và 4.000 giờ xem, tới giai đoạn mà YouTube duyệt để kiếm tiền thì chuẩn bị lãnh tiền thì YouTube nó gửi về tin nhắn bị xì ban, bị ban lỗi gì làm do xuất chiếu, cho nên là như vậy là không có được. Tại khi mà mình làm gì mình muốn chia sẻ thật tâm các bạn, mình làm gì mình phải có tâm, mình làm mà hại người khác như vậy là thấy không được. Khi mà vào bình luận thì tốt nhất á thì mình cứ nêu ra theo cái nội dung của cái kênh của người ta các bạn, như vậy thì người ta sẽ ủng hộ lại mình. Đối với mình á, mình cũng trải qua nhiều cực khổ lắm mình. YouTube này á là mình cũng tự học hỏi, tự mày mò, cho nên là mình làm, mình chia sẻ thật, chia sẻ bằng cái tâm của mình đó các bạn. Để nó thôi, để cho YouTube nó không có đánh là mình bị thì ban cái lỗi là khi mình sub cho người khác sub lại cho mình á, thì các bạn khi sub cho người khác á thì nên muốn sub á thì mình nên coi video với người ta, coi cũng vài phút trở lên các bạn. Thường thường mình coi video cho người khác tầm 4 phút trở lên, cho tới 10 phút có khi coi hết video luôn. Rồi mình vô đó mình bình luận, rồi mình like và mình sub. Rồi đồng thời mình cũng nhấn chuông để khi mà cái thông báo á, cái thông báo của kênh của những người bạn của mình á mà có ra video khác á thì mình cũng vào mình ủng hộ. Mình thì rất là bận rộn, nhiều khi á mình đi làm 3-4 giờ sáng, như hồi sáng này nè, 3 giờ là mình đã thức dậy rồi, mình đi làm cho tới mình về hồi 6 giờ mấy mình mới về được tới nhà. Cho nên nhiều khi á những cái tin nhắn của các bạn hay là cái đăng ký của các bạn mà gửi đến mình á thì mình chưa kịp coi, thì các bạn thông cảm, chắc chắn là mình sẽ trả lại, bởi vì mình làm rất là có tâm các bạn. Và đồng thời có một cái anh ảnh chia sẻ với mình á là để mà cho cái kênh của mình mà tiện cho việc kiếm tiền á, sau này á mà cho YouTube nó dễ đề xuất á thì dễ mà kiếm tiền á, thì chúng ta làm video á thì tốt nhất nên làm hơn 10 phút các bạn, từ 10 phút trở lên, ngắn quá YouTube nó cũng khó đề xuất lắm rồi. Ơi ngon quá. Mình làm video thì cái gì mình biết mình cũng sẽ chia sẻ cùng tất cả các bạn. Tại vì gặp sóng gió, gặp khó khăn rồi khi gặp người khác, gặp cái hoàn cảnh hoạn nạn cũng giống như mình á, thì mình không có biến, không có muốn là người ta cũng gặp khó khăn, mình cũng cực khổ như mình các bạn. Cho nên là mình chia sẻ thật lòng đó. Không có cái đường
mình sợ mập, nhưng mấy bạn thấy không, mình ăn mình cũng muốn thấy không, chủ yếu là mình không có ăn cơm, còn rau trộn canh thịt cá mình vẫn ăn bình thường các bạn, ăn nó cũng sở nhiều lắm, tốt. Thì hôm nay mình cũng chỉ có như đây ha, mình chia sẻ cùng các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nếu cảm thấy hay hãy like, cho mình một like, một sub và nhớ bật chuông để được xem nhiều video hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.